Peter Buck là một điệp viên FBI lão luyện với nhiều kinh nghiệm. Nhưng còn có một tên tội phạm còn cáo già hơn rất nhiều. Neil Caffrey. Những âm mưu, những vụ án, những mối quan hệ. Liệu có một cái bắt tay ngầm nào giữa Neil và Buck hay không? Một series phim truyền hình ăn khách hoàn toàn mới tại Mỹ sẽ dẫn dắt quý khán giả có một cái nhìn cận cảnh với thế giới của những tên tội phạm văn phòng, với sự tham gia của Matt Bomer, Tim DK, Willie Gerson. Cổ cồn trắng sẽ chính thức phát sóng vào ngày 23 tháng 4 năm 2012, duy nhất trên truyền hình Công an Nhân dân ANTV.